Sáng nay giờ làm nhiều nhiều chưa? À, bây giờ đi gấp à, đi nhảy dù là bọn em sẽ tự gấp dù bọn em nhảy không nhờ nữa. Nhớ là đi đến đâu mình vẫn cứ gấp vào làm ba lên đấy, mình cứ gấp làm ba lên đó. Tháo tháo lên từ từ tháo ra cái dây trên cái chỗ trên đấy, là cái bọc vòng dù nó sẽ tụt xuống bên dưới vòng dù chứ nó không dài bằng cái vòng dù. Nếu đấy cứ cho nó tụt ra xong một chút nữa mình sẽ cho cái vòng dù phía trên vào trong sau. Bây giờ mình cứ kéo đủ xuống dưới này đó. Đó. Xong luồn dây còn đâu là góc phụ, nó sẽ cho cái phần vòng dù phía trên kia vào trong cái bọc vòng dù. Rồi từ từ ý một thôi.